Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục đại biểu nhân dân số tháng 9 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh có tiến hành giám sát việc quản lý sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua thực tế hoạt động giám sát cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành của các đơn vị doanh nghiệp xung quanh việc sử dụng quỹ đất. Tìm hiểu cụ thể nội dung này trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với ông Bùi Khắc Hiền, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước hết là phần tin tức hoạt động, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa 14 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai liên quan đến kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2006 đến 2016. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Chủ trương giao đất giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình đã tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có được tư liệu sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân sống bằng nghề rừng, góp phần giảm nghèo. Chủ trương này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, quản lý các khu di tích lịch sử, văn hóa cộng đồng dân tộc với giao đất giao rừng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giao đất giao rừng, như việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp giữa các chủ rừng và địa phương xảy ra tình trạng chồng chéo, sai lệch vị trí. Hiện trạng giữa bản đồ và thực địa, một số diện tích rừng, đất lâm nghiệp hiện giao cho các tổ chức khó chứng minh được nguồn gốc sử dụng. Không ít dự án giao đất giao rừng tại một số địa phương không thể thực hiện được, thiếu kinh phí. Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiến nghị với đoàn giám sát của Quốc hội về việc điều chỉnh chính sách phù hợp với từng vùng miền, có chính sách giao đất giao rừng để người dân coi đây là một nghề, có cơ chế ưu tiên hỗ trợ những tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa 14 cho rằng, Lào Cai cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả trong quá trình thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, tỉnh chưa thực sự quyết liệt trong việc giao đất giao rừng gắn cho từng hộ gia đình. Diện tích rừng do xã quản lý còn rất lớn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị thời gian tới, tỉnh cần cân đối ngân sách địa phương, đẩy nhanh việc giao đất giao rừng, giải quyết những tồn tại vướng mắc liên quan đến hồ sơ, ranh giới, số liệu từ trước năm 2005. Gắn việc giao đất với giao rừng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cũng cho rằng, thời gian tới tỉnh cần nâng cao vai trò của chính quyền cấp xã đối với công tác bảo vệ rừng, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị và lợi ích của rừng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, họp phiên thường kỳ thứ 13, đánh giá kết quả công tác của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo phối hợp cùng các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 17 lượt công dân khiếu nại phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực khác. Tiếp nhận 152 đơn của công dân. Sau khi nghiên cứu xem xét, căn cứ theo quy định của pháp luật, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cũng tại phiên họp thường kỳ lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã xem xét, cho ý kiến và thỏa thuận theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tờ trình. Trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung chính là giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn, thực hiện chính sách pháp luật trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2017. Ban pháp chế giám sát chuyên đề giải quyết đơn thư của công dân, Ban kinh tế ngân sách tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về đầu tư công, quản lý nợ công trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 tại các huyện Bát Sát, Văn Bàn, Bắc Hà và Bảo Thắng.
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, của tỉnh và đất nước, đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Cử tri các huyện đã nêu nhiều ý kiến tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, khôi phục lại các tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi và hỗ trợ sản xuất sau thiên tai. Một số nội dung thuộc về chế độ chính sách đang ứng dụng cũng được cử tri đề nghị sửa đổi. Cử tri các huyện mong muốn tỉnh có sự điều chỉnh về giá đất vùng nông thôn phù hợp theo từng vị trí, cho phép các hộ dân được nộp tiền quỹ đất theo phân kỳ. Đề nghị nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ về chi phí sinh hoạt, học tập cho con em dân tộc thiểu số ở bán trú của các xã vùng 1. Cử tri cũng phản ánh về tình trạng xe chở quặng từ mỏ sắt Quý Sa lưu thông qua tỉnh lộ 151 làm hư hỏng tuyến đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và khẳng định vấn đề cử tri quan tâm là rất thiết thực, chính đáng, đề nghị các địa phương quan tâm giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lào Cai cùng đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, huyện Bảo Thắng tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại khu công nghiệp Tăng Lòng. Qua đi kiểm tra thực tế, đoàn giám sát chỉ rõ như chưa đầu tư đồng bộ dây chuyền công nghệ trong xử lý môi trường, việc xử lý xỉ thải chưa triệt để trong quá trình sản xuất đã gây ra ô nhiễm khói bụi, không khí ảnh hưởng đến sản xuất của người dân khu vực cận kề, bất cập trong xử lý chất thải rắn. Đoàn và các thành viên đã yêu cầu các đơn vị làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến chấp hành tiêu chuẩn khí thải, chất thải, nước thải trong quá trình sản xuất phốt pho, bởi đây là lĩnh vực sản xuất có nhiều tác động xấu tới môi trường nếu các đơn vị không có ý thức cao trong chấp hành pháp luật. Đồng thời kiến nghị các đơn vị tiếp tục đầu tư, từng bước đổi mới công nghệ, giảm thiểu tác động tới môi trường. Vấn đề quan trắc môi trường, xây dựng quỹ môi trường ứng phó với thảm họa môi trường cũng cần được quan tâm. Những kiến nghị của các đơn vị, đoàn sẽ nghiên cứu, đề xuất trong việc bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại khu công nghiệp Tăng Lỏng, một trong những địa điểm được xác định là tình trạng ô nhiễm đang diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, giám sát việc quản lý sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai là nội dung chương trình giám sát chuyên đề do Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành. Qua thực tế hoạt động giám sát cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành của đơn vị doanh nghiệp xung quanh việc sử dụng quỹ đất. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên chuyên mục với ông Bùi Khắc Hiền, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên chuyên mục. Thưa ông, qua hoạt động giám sát chuyên đề do Ban Kinh tế Ngân sách thực hiện thì ông đánh giá như thế nào về công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề sử dụng quỹ đất của nhà nước trên địa bàn tỉnh, thưa ông? Tỉnh Lào Cai đã triển khai rất là tốt cái luật đất đai năm 2013 và các cái văn bản dưới luật. Cái thứ hai nữa là các cái cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như là Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế. Đây là những đơn vị mà liên quan trực tiếp đến cái chức năng nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và đặc biệt là cái công tác cho các cái tổ chức cá nhân thuê đất đã thực hiện tốt cái chức trách, nhiệm vụ và phối hợp tốt trong cái việc là thẩm định hồ sơ, cung cấp thông tin tài nguyên môi trường, rồi cung cấp các cái thông tin về tài chính, xác định đơn giá đất và đôn đốc thu cái tiền cho thuê đất từ các cái tổ chức cá nhân thuê đất. Đối với các đơn vị doanh nghiệp thực hiện thuê đất theo chính sách chung của tỉnh thì cái ý thức chấp hành của họ trên lĩnh vực này như thế nào, thưa ông? Giám sát thực tế các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức cá nhân thuê đất của nhà nước trên địa bàn thì chúng tôi đánh giá cao cái việc cái ý thức chấp hành của các cái tổ chức cá nhân được thuê đất. Nó thể hiện qua ở mấy cái điểm như thế này. Cái thứ nhất là các tổ chức cá nhân đã làm đầy đủ các cái thủ tục liên quan để được thuê đất. Đấy, cái thứ hai nữa là các cái tổ chức cá nhân đã tổ chức quản lý tốt cái diện tích đất được thuê, không để bị lấn chiếm, trồng lấn. Cái thứ ba
là cái mục đích sử dụng đất theo cái dự án được duyệt thì các tổ chức cá nhân là cơ bản đã thực hiện đúng cái mục đích sử dụng đất trên diện đất diện tích đất được thuê. Cái thứ tư đó là về thực hiện các cái nghĩa vụ về tài chính thì các cái tổ chức cá nhân đã làm đầy đủ các cái thủ tục và thực hiện tốt các cái quy định nộp ngân sách nhà nước. Đất đai là lĩnh vực phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề. Nếu công tác quản lý nhà nước thiếu sát sao, thiếu chặt chẽ, qua hoạt động giám sát thì ông cho biết nổi lên những vi phạm chính nào thưa ông? Còn lãng phí đất, tài nguyên đất. Lãng phí ở đây có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là các cái doanh nghiệp thuê đất nhưng chưa khởi công dự án, chậm đưa đất vào sử dụng. Đấy. Cái nguyên nhân thứ hai là các cái tổ chức cá nhân thuê đất, diện tích đất thì lớn nhưng cái diện tích sử dụng thì lại nhỏ, tức là còn lại một cái diện tích nữa, tức là chưa được sử dụng, vẫn để hoang. Đây là hai cái nguyên nhân mà làm lãng phí đất. Cái tồn tại thứ hai là một số tổ chức cá nhân còn sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Điển hình như ở các cái cụm tiểu thủ công nghiệp và một số các cái dự án đã trên các cái địa bàn, trên địa bàn tỉnh nói chung, người ta thuê đất nhưng lại có thể là làm nhà ở trong cái diện tích đất được thuê để sản xuất kinh doanh. Có thể là một số thì lại còn xây dựng các cái công trình nó không đúng như mục đích ban đầu theo dự án để đã trình để thuê đất. Và một số tổ chức cá nhân thì còn chậm thực hiện cái nghĩa vụ tài chính. Trong thời gian tới, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh có những kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn nhằm từng bước chấn chỉnh, hạn chế những sai phạm trong lĩnh vực này như thế nào thưa ông? Cái thứ nhất là với Quốc hội và Chính phủ thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị, tức là cái thẩm quyền quyết định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện nay đang quy định cái thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ với cái diện tích đất trồng lúa là lớn hơn 10 hectare và với diện tích các cái rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì phải là lớn hơn 20 hectare. Đấy, như vậy là sẽ làm rất là khó khăn cho địa phương trong cái việc là thu hút đầu tư, mà đặc biệt là khó khăn cho các cái doanh nghiệp khi triển khai thực hiện dự án vì phải mất một cái thời gian làm cái thủ tục này rất là dài, sẽ làm mất cái cơ hội đầu tư. Cái thứ hai chúng tôi dự kiến sẽ kiến nghị, tức là sẽ xem xét để sửa đổi cái thời gian gia hạn đối với cái dự án mà gặp mà khó khăn chưa triển khai được. Đấy, cái thời gian gia hạn bây giờ đang cho phép là 24 tháng, như vậy là quá dài. Đấy, có thể là đây cũng là cái nguyên nhân gây ra cái lãng phí đất như trên chúng ta đã nói. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng sẽ đề nghị quy định lại cái thời điểm tính tiền thuê đất. Đấy, làm sao để không bị cái khoảng cách từ khi bàn giao đất cho doanh nghiệp cho đến khi có cái quyết định cho thuê đất. Đấy, cái khoảng cách này là khoảng cách là doanh nghiệp đã nhận được đất nhưng vẫn chưa phải nộp tiền thuê đất thì cái này có thể là phải điều chỉnh lại cái thời điểm đấy, để phải nộp tiền thuê đất. Đấy. Chúng tôi sẽ kiến nghị với tỉnh hai cái nội dung. Cái thứ nhất tức là sẽ phải tăng cường chỉ đạo kiểm tra và xử lý dứt điểm hơn nữa đối với các cái tổ chức mà cá nhân đang vi phạm cái mục đích sử dụng đất. Đấy. Cái thứ hai nữa là đối với các cái tổ chức cá nhân thuê đất nhưng mà bây giờ các dự án đang quá chậm tiến độ, cái này phải cần cương quyết hơn. Cái thứ hai là chỉ đạo chấn chỉnh việc lập quy hoạch. Lâu nay vẫn còn cái việc cái tồn tại đó là lập quy hoạch không sát thực và thiếu chính xác, thì trong thời gian tới cái lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần phải chính xác và sát thực hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Chuyên mục đại biểu nhân dân kỳ này đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.